Ở đây là cái nút dưới cùng này này, ấn vào thì là có lọc chỉ số, còn nhả ra là không có lọc chỉ số. Và bây giờ để cho nó khách quan thì mình đang sử dụng một cái phần mềm trên điện thoại này để bạn có thể nhìn thấy sóng của thanh. Bên mình sẽ nói alo 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 đấy, càng nói to thì cái sóng này nó càng thay đổi các bạn nhé, có sự khác biệt. Bây giờ mình sẽ bật tiếng nhạc lên. Các bạn thấy là khi mình ấn cái nút này á thì cái chất tiếng nó thay đổi khá là nhiều và thể hiện bằng cái sóng âm thanh này các bạn nhé. Ở đây thì khi mà các bạn ghép nối cái lọc xì số này vào á thì sẽ giúp cho các bạn có một cái trải nghiệm âm thanh tiếng nhạc nó hay hơn. Và ngoài ra với dòng lọc xì số này, ngoài cái việc các bạn chỉnh điều chỉnh bằng tay vặn vặn ở đây, các bạn có thể kết nối với máy tính, với phần mềm để có thể điều chỉnh qua máy tính thì nó chuyên nghiệp và ok hơn khá là nhiều.